Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn. Các con thân mến, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu bài học Thương ông. Trong video bài giảng phần thứ nhất, các con đã được đọc và tìm hiểu nội dung của bài thơ này. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ luyện tập theo văn bản đọc. Trong bài thơ, con đã thấy việc làm của bạn Việt thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc đối với ông của mình. Suốt bài thơ, có những từ ngữ diễn tả cử chỉ, dáng vẻ của hai ông cháu. Cô có 5 từ. Lon ton Nhăn nhó Âu yếm nhanh nhào, khập khiễng, khập khà. Trong số 5 từ này, con hãy tìm ra 3 từ ngữ thể hiện dáng vẻ của Việt. Các con thực hành rất tốt. Chúng mình có 3 từ thể hiện dáng vẻ của Việt đó là lon ton, âu yếm và nhanh nhào. Khi thấy ông đau chân, việt đang chơi lon ton chạy lại âu yếm nhanh nhỏ bảo với ông ông vịn vào vai cháu cháu sẽ đỡ ông lên còn hai từ nhăn nhó và khập khiễng khập khà thể hiện dáng vẻ của ông qua bài tập đọc chúng mình thấy bạn việt không hề ham chơi bạn ấy rất kịp thời giúp đỡ ông của mình để ông bước lên thềm nhà dễ dàng hơn đỡ đau đớn hơn khi bạn ấy giúp ông ông rất vui và đã khen bạn ấy con hãy đọc những câu thơ thể hiện lời khen của ông dành cho bạn việt nhé đúng rồi chúng mình có ba câu thơ cuối của bài thơ là những lời khen của ông dành cho việt các con đọc được hoan hô thằng bé bé thế mà khỏe vì nó thương ông. Tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của bạn Việt dành cho ông khiến cho bạn làm được việc tưởng chừng như quá với sức lực của mình. Như thế, các con có thể thấy tình yêu thương có thể cho chúng ta những sức mạnh không ngờ hay không nào? Hai bài tập này đã kết thúc phần luyện tập theo văn bản đọc. Kế tiếp các con sẽ cùng thực hành kỹ năng viết. Đầu tiên, các con thể nghe viết hai khổ thơ đầu tiên của bài thơ Thương ông. Chúng mình hãy nghe cô đọc lại một lần nữa hai khổ thơ này nhé. Thương ông, trích, ông bị đau chân, nó sưng, nó tấy, đi phải chống gậy, khập khiễng, khập khà bước lên thềm nhà nhấc chân quá khó thấy ông nhăn nhó việt chơi ngoài sân lon ton lại gần âu yếm nhanh nhỏ ông vịn vai cháu cháu đỡ ông lên tú mỡ khi thực hành nghe viết các con nhớ phải viết hoa tất cả các chữ cái đầu dòng ở mỗi câu thơ Chú ý sử dụng đúng dấu phẩy, dấu chấm cho đúng vị trí. Chúng mình cũng chú ý những từ dễ viết sai chính tả như là khập khiễng, khập khà, thềm nhà, nhấc chân, nhăn nhó, ngoài sân, nhanh nhảu, vị vai cháu. Để thực hành kỹ năng nghe, viết. Hãy thử tương tác với HLM trong câu hỏi sau. Khi rèn luyện kỹ năng viết, các con sẽ không chỉ viết chính tả lại bài thơ Thương ông. Chúng mình sẽ cùng rèn luyện kỹ năng chính tả thông qua phân biệt các âm đầu và phần vần. Đầu tiên, phân biệt chờ, chờ. Các con hãy chọn chờ hoặc chờ để điền vào chỗ trống trong đoạn thơ của trương xương. Chúng mình vừa đọc, vừa điền được vào chỗ trống. Xem trong những chỗ trống là chờ hay chờ nhé. Lần đầu tiên học chữ. Bé tung tăng khắp nhà. Chữ gì như quả trứng gà. Trống trai nhanh nhỏ. Đáp là o, o. Theo trương xương. Vậy là trong các chỗ trống này, con thấy chỗ trống số 1, số 2 và số 5, chúng mình sẽ điền được chữ chờ ghi chữ chờ nặng. Trong chỗ trống số 3 và số 4, các con điền được chờ ghi chữ chờ nhẹ. Lưu ý, chữ chờ trong tiếng chữ và chữ chờ trong tiếng trống chúng mình sẽ phải viết in hoa hoặc viết hoa bởi vì nó là những tiếng đầu của dòng thơ không chỉ phân biệt âm đầu chúng mình sẽ còn phân biệt phần vần ở đây các con sẽ chọn át hoặc ác thay cho ông mặt trời ở các từ sau chúng mình được các từ có nghĩa khi đã điền át hoặc ác thay trong mặt trời lần lượt đó là múa hát quét rác rửa bát cô bác ca nhạc và phát quà ngoài ra còn rất nhiều từ nữa có tiếng chứa vần áp hoặc vần áp các con có thể tìm thêm và nhớ đừng nhầm lẫn giữa hai vần này các con nhé Nội dung này đã kết thúc video bài giảng của chúng ta. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.